một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngô Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 2 đấu 2. Và đây sẽ là một trận đấu mà Hiếu Nguyễn được chơi với một cái ạc ở level 11 nha. Sát cánh với chúng ta ngày hôm nay sẽ là một người bạn đồng minh ở level 15. Và cả hai đối thủ ta sẽ là một người chơi ở level 13 và một người chơi ở level 15 rồi. Đây cũng là một trận đấu có thể nói là khá cân bằng, với một cái bản đồ cũng khá là chật hẹp và không có đường biển nha. Ngay lập tức thì Hiếu Nguyễn cũng đã triển khai thật nhanh các đơn vệ lĩnh bộ binh, cố gắng rà soát bản đồ vì trận đấu này sẽ có rất nhiều các thùng tài nguyên lớn nhỏ ở khắp mọi nơi trên bản đồ. Hiếu Nguyễn đã ngay lập tức nâng cấp nhà xuất xe cơ giới lên level 2 và đồng thời là có được rất nhiều các đơn vệ lĩnh bộ binh 1 rồi. Lực lượng liên đoàn cũng đã có được các đơn vệ lĩnh bộ binh 1 đầu tiên và họ cũng đang cố gắng tranh giành lấy các thùng tài nguyên và lực lượng của Hiếu Nguyễn ngay lúc này. Quân xanh lam là một người chơi ở level 13 và quân xanh nước biển sẽ là một người chơi ở level 15. Đang có những sự tranh giành tài nguyên ở khắp mọi nơi. Hiếu Nguyễn cũng đã nâng cấp nhà chính lên level 2 thành công và tiếp tục đụng độ với các đơn vị lĩnh bộ binh từ phía lực của liên đoàn. Liên đoàn cũng đã trinh sát được căn cứ của Hiếu Nguyễn rồi anh em ơi. Chúng ta cần phải nhanh chóng có được các đơn vị xe 2 Amarillo để có thể đối kháng trực tiếp với các đơn vị xe phun lửa từ phía lực của liên đoàn. Và lính bộ binh cũng cần phải được rà soát ở khắp mọi nơi, cố gắng tìm kiếm những thùng tài nguyên còn sót lại ở khắp mọi nơi trên bản đồ. Sẽ có hai thùng tài nguyên lớn, một ở vị trí góc 12 giờ và một vị trí góc 6 giờ đây bầy. Và liên đoàn có vẻ như đã chiếm ưu thế rất nhiều ở vị trí góc 6 giờ rồi. Quân xanh lam đang có khá nhiều cá đơn với lính bộ binh và chúng ta sẽ không thể chiếm được nó đâu ở đây bầy. Rút lui thôi. Ở phía trên góc 12 giờ lực lượng đồng minh đã có cửa hơn. Bạn ấy đã có thể chiếm được một thùng tài nguyên lớn rồi. Với những ván đấu mà chúng ta gặp phải những đối thủ ở trên cơ thì chúng ta ngay từ đầu cần phải sử dụng hai item vàng là rất cần thiết nha. Đó là một item xây dựng và đồng thời là một item lính trinh sát ngay từ những phút đầu của trận đấu ADB. Mặc dù là chúng ta đã rất cố gắng rồi nhưng không thể chiếm được tài nguyên. Quân xanh lam gần như đã chiếm được tất cả rồi. Những sự cố gắng không ngừng nghỉ từ các đơn vị lĩnh một của Hiếu Nguyễn nhưng mọi thứ đã không ổn áp hơn. Chúng ta đã mất đi các đơn vị C2 Amarillo và ngay bây giờ chúng ta sẽ mất đi tất cả các đơn vị lĩnh bộ binh. Không ổn rồi. Lực đàm của các đơn vị lĩnh một từ phía lực của liên đoàn thật sự là quá tốt anh em ơi. Rút lui thôi. Và ngay lập tức thì Hiếu Nguyễn cũng đã buộc phải cắm ra thêm những tháp bắn tỉa để có thể chống được các đơn vị lĩnh bộ binh từ xa. Cũng đã trinh sát được căn cứ lực lượng của liên đoàn. Ta vẫn nhắc nhở đồng minh là cần phải trinh sát ở điểm A vì vẫn sẽ có những thùng tài nguyên ở vị trí này. Vẫn còn có những thùng tài nguyên nhỏ khác ở đây bầy. Và không biết ở hai trong góc bên phía này có lực lượng liên đoàn đã chiếm được tài nguyên hay chưa. Mọi thứ đều có thể xảy ra và anh em hãy nhớ chú ý nha. Ở trong cái bản đồ lần này sẽ có những thùng tài nguyên ở trong bốn góc nha đây bầy. Anh em hãy nhớ chú ý và đừng bỏ lỡ nha. Cách lên nhà của chúng ta là cần phải có được thật nhiều các nhà sản xuất tài nguyên. Bởi vì theo Hiếu Nguyễn thì quan điểm rằng chúng ta cần phải có tài nguyên thì chúng ta sẽ có được rất nhiều các đơn vị xe cơ giới và đồng thời là nâng cấp nhà và sản xuất lính thật nhiều nha. Chứ còn nếu không thì mọi thứ là bỏ tay. Và cũng đã có rất nhiều anh em ở trong những ván đấu mà chúng ta đã thường theo dõi rồi, là có rất nhiều anh em đã quên không xây dựng đủ những nhà sản xuất tài nguyên. Và điều đó sẽ dẫn cho chúng ta thiếu thốn quá nhiều tài nguyên và không thể có được các đơn vị xe cơ giới hàng nặng hơn. Và việc phát triển căn cứ nó cũng sẽ là rất khó khăn rất nhiều. Ngay lúc này thì Hiếu Nguyễn cũng đã bắt đầu xây dựng thêm một nhà sản xuất máy bay level 1 thành công. Chúng ta sẽ cần phải cố gắng nâng cấp nhà chính lên level 3 ngay lập tức thôi anh em ơi. Lực lượng đồng minh cũng đã có các đơn vị xe 2 kết hợp với lính bộ binh. Chúng ta cũng đã nâng cấp nhà chính lên level 3.
và tiếp tục sản xuất thêm các đơn vị Dragonfly đồng thời với các đơn vị Armadillo để phòng những phương án tấn công mạnh mẽ từ phía lực lượng của Lý Đoàn quân Xanh Lam. Đó cũng là một người chơi ở level 13 và hơn đẳng cấp với Hiếu Nguyễn nha. Và cũng thật sự rằng Hiếu Nguyễn ở level 11 thôi, nhưng cũng sẽ có những trận đấu với cả những người chơi ở level 17 và 18 là cũng rất bình thường. Có những sự khó khăn, và khó khăn sẽ luôn tạo ra chúng ta một trận đấu hay. Đồng minh đã trinh sát căn cứ lực lượng của Xanh Lam rồi, và họ khá đông rồi em ơi. Đã bắt đầu có rất nhiều cơ động của lĩnh bộ bên hạ kết hợp với tăng Hammer, và sẽ có một phương án tấn công nhanh từ phía lực lượng của Xanh Lam là chắc chắn rồi. Một khi mà có tăng Hammer với lính 2 và lính 1 đồng như thế này thì đó sẽ là những bài đánh rất khó chịu với lực lượng của Liên Đoàn ở những level thấp như thế này anh em ơi. Chúng ta cần phải có thêm Armadillo, các bài mình chống bộ binh và đồng thời là các đầu vừa lính 2. Mọi thứ là quá rõ ràng rồi. Vì chúng ta trinh sát được liên tục hơn, nhận đoán được tình hình, phát hiện ra các cơ sở hạ tầng từ phía lực lượng của Liên Đoàn sẽ giúp cho chúng ta có thể phán đoán được những phương án tấn công của họ là như thế nào, để còn có những kế hoạch phòng thủ một cách hợp lý hơn và tấn công một cách nào đó bất ngờ. Và ngay khi có thể nha, quân Xanh Nước Biển để sót một thùng tài nguyên ở điểm C. Và Xanh Nước Biển cũng đã có được một nhà sản xuất máy bay level 1 đầu tiên. Chúng ta cũng cần phải hết sức chú ý thôi. Phút thứ 8 đã trôi qua, và những trận đấu ở rank thấp như thế này thì Hiếu Nguyễn sẽ cố gắng quay thật chậm nha, để anh em có thể trải nghiệm được một cách tốt nhất ở những trận đấu 2 đấu 2 ở những level thấp như thế này, giúp cho những em mới chơi một cách tốt nhất nha. Và Liên Đoàn của Xanh Lam đã đào tràn ra phía bên ngoài, và chúng ta đã cố gắng được sử dụng một đơn vị Dragonfly và trinh sát rất tốt rồi. Dragonfly có tầm nhìn rất rộng qua đây bơi. Chúng ta cần phải có Dragonfly cài cắm ở những vị trí quan trọng để có thể trinh sát tốt được tình hình. Và Hiếu Nguyễn cũng đã ngay lập tức cảnh báo cho đồng minh ở điểm E có rất đông các đơn vị tăng Hammer và lính 1 và lính 2. Khai súng thôi. Chúng ta sẽ hướng sự chú ý của Liên Đoàn và căn cứ của Hiếu Nguyễn ở đây bơi. Chúng ta cũng đã đặt ra rất nhiều các bãi bình chống bộ binh, và Liên Đoàn cũng đã có tăng Hammer thì chúng ta có Armadillo, không có sợ gì cả đâu. Giao chiến rồi. Liên tục cảnh báo cho đồng minh. Lực lượng của Xanh Lam đã ngay lập tức tấn công chúng ta luôn rồi. Họ biết rằng một khi họ đã bị bại lộ thì họ chỉ còn nước tấn công thôi. Trước sau gì thì cũng lộ hàng hết cả đây bầy. Rút lui thôi. Armadillo đã buộc phải rút lui vào phía bờ trong. Chúng ta cần phải có sự hỗ trợ thêm từ các đơn vị lính bản tiền và đồng thời là Dragonfly và các bãi binh. Đúng đó rồi. Giao chiến tổng lực đây bầy. Rất nhiều các đơn vị lính 2, lính 1 từ phía lực lượng của Liên Đoàn và tăng Hammer đang quan di chuyển vào phía bờ trong. Chúng ta có lính bắn tiền và các đơn vị C2 Armadillo. Dragonfly cũng đã vừa đi bán phế liệu trước những sự tấn công liên tục từ các đơn vị lính 2 từ phía lực lượng của Liên Đoàn. Và chúng ta cũng đã mất đi một nhà sản xuất quân sự đầu tiên. Đồng minh cũng đã kéo xuống rồi, quá tuyệt vời em ơi. Quá đúng rồi, lực lượng của Xanh Lam đã bị bao vây. Như vậy là họ chỉ còn nước là tiến công vào phía bờ trong thôi. Ta cũng rất lo sợ lực lượng của Liên Đoàn của Xanh Nước Biển có khả năng tấn công tổng lực và căn cứ đồng minh. Ngay sau khi họ phát hiện ra đồng minh, chúng ta đã kéo xuống phía dưới đây hết rồi đây bầy. Nhưng lực lượng của Xanh Nước Biển đã không làm điều đó rồi, và đã có rồi đây bầy. Đã có những đơn vị sạc lồn và đồng thời là cả những đơn vị lính bộ binh. Nhưng mà đây là những người chơi rất biết chơi rồi. Họ đã chớp thời cơ rất đúng lúc Adam. Ngay sau khi họ phát hiện ra chúng ta đã kéo xuống bên dưới rồi thì lực lượng Liên Đoàn của Xanh Nước Biển đã tổng tiến công này cũng là một người chơi ở level 15. Ngay lập tức thì em ra đồng minh cũng đã buộc phải rút lui để có thể phòng thủ lấy điểm D. Một đợt giao đấu rất tổng lực anh em ơi. Chúng ta đã kéo lên phía trên ở điểm C, và em ra đồng minh đã rất mong muốn chúng ta phòng thủ ở điểm D. Sẽ cần phải có những kế hoạch hợp lý hơn, mà Liên Đoàn của Xanh Nước Biển cũng đã buộc phải rút lui rồi. Họ biết rằng họ không đủ lực chơi. Sóng gió đã qua rồi anh em ơi. Mọi thứ đã khá là ổn áp, và chúng ta cũng đã kéo lên căn cứ của đồng minh. Em trai cũng đã có xe nhiễm rồi, và Hiếu Nguyễn cũng có Dragonfly.
Những trận đấu ở level thấp nó cũng vẫn cứ là rất hay nha. Không có gì, chỉ có những trận đấu ở level cao nó mới hay đâu anh em ơi. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Đôi khi những trận đấu ở level thấp chúng ta có sự lăn xả được nhiều hơn so với những người chơi ở level cao. Level cao chúng ta thường có một ý kiến là thường hay tốn tài nguyên. Nâng cấp lên rất khó khăn, cho nên chúng ta cứ thấy là nó có một cái gì đó không cân bằng. Nhưng còn đối với những người chơi ở rank thấp ở level 15 đổ xuống, chúng ta cảm thấy nó chênh lệch không có nhiều. Và cứ chơi sát phạt với nhau thẳng thắn thôi. Em ra đầu bên đã tiến công tổng lực và các lực lượng của xanh nước biển rồi, họ cũng đã có tăng rớt rồi. Đúng rồi, tấn công thôi em ơi. Thời cơ và cơ hội đã đến rồi. Lực lượng liên đoàn cũng đang có sân bay, nhưng họ đã ở một tình huống thiếu điện rồi. C2 Amarillo đã di chuyển vào phía bờ trong, và lực lượng tăng rớt từ phía lực của liên đoàn cũng đã không đủ lực để có thể phòng thủ được ở căn cứ ngay lúc này. Em trai đã nhắc nhở chúng ta cần phải trinh sát ở điểm A, vì rất có thể lực lượng xanh lam sẽ chớp lấy thời cơ tấn công căn cứ của hiệu viện ngay lúc này. Có vẻ như đã muốn đến rồi. Xanh lam đã không kịp xuất cơn quân để có thể hỗ trợ cho đồng minh của họ ngay lúc này. Và chúng ta vừa mới nhắc nhở xong anh em ơi. Xanh lam đã kéo lên phía trên để có thể hỗ trợ cho đồng minh rồi. Nhưng có vẻ như tốc độ di chuyển của các đơn vị tăng Hammer và đồng thời là các đơn vị lĩnh hai đã không kịp để có thể di chuyển lên phía trên. Thật sự là liên đoàn có tốc độ chậm hơn chúng ta rất nhiều. Và khi họ đã kéo qua thì căn cứ lực lượng của xanh nước biển đã tan nát hết tất cả rồi. Rất tiếc anh em ơi. Nhưng dù sao thì lực lượng của xanh lam cũng đã kịp thời kéo lên phía trên. Điều đó chúng ta có thể thấy được rằng họ cũng đã chơi rất chi là friend. Rất tuyệt vời. Những người bạn thân thủ với nhau, hỗ trợ nhau ngay lập tức như thế này. Lực lượng của xanh đất biển thật sự là không còn gì cả rồi. Nhưng xanh lam vẫn cố gắng cứu bạn ấy anh em ơi. Những người đồng minh rất tuyệt vời. Ta bắt đầu tấn công vào căn cứ lực lượng của xanh lam vào phút thứ 13. Khi chúng ta thấy cơ hội đến, chúng ta cũng bắt đầu tấn công anh em ơi. Chúng ta có Red of Fly và đồng thời là các đơn vị sẽ nhiễm ngay lúc này. Thì các đơn vị trực thăng sạc lồn và đồng thời là các đơn vị tăng 2 Hammer từ phía lực của liên đoàn cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng lực lượng của xanh lam vẫn còn rất mạnh mẽ anh em ơi. Và bạn ấy là một người chơi ở level 13 và hiện nguyện chỉ ở level 11 thôi. Chúng ta đã đưa trận đấu về thế 2 đấu 1 thành công và đang rất có lợi với lực lượng của khai chiến ta vào lúc này. Nhưng xanh lam đã không rời bỏ cuộc chơi và quang bám trụ lại tới cùng một người đối thủ rất chi là Brovitz rồi. Rất tuyệt vời bạn ơi. Hãy cho bạn ấy thêm những lượt like vì tinh thần chiến đấu quả cảm của bạn ấy rồi. Hiếu Nguyện cũng đã kéo quân xuống điểm C. Và em trai đồng minh cũng đã mất đi rất nhiều các đơn vị xe cơ giới hàng nặng rồi. Và em ấy đang cố gắng hội quân với chúng ta ở điểm C. Bắt đầu tấn công thôi. Phục thử 15 bà đè bầy. Liên đoàn vẫn còn có rất nhiều các đơn vị lĩnh 2 sạc con và cả các đơn vị tăng Hammer ở phía bên trong. Họ vẫn đang cố gắng quyết tử để có thể phòng thủ được căn cứ của họ ngay lúc này ở phút thứ 15. Thiếu Nguyện đã cố gắng ẩn nấp các đôi vừa lên một mình ở trong khu rừng gần đó rồi, nhưng họ cũng đã phát hiện ra chúng ta. Và đã có rất nhiều những sự giao đấu ngay lúc này. Chúng ta đã không thể phòng thủ được ở điểm D thành công. Không thể kìm chân đất được rồi. Và phía bên dưới đây thì Thiếu Nguyện cũng đã bắt đầu tấn công vào căn cứ của lực lượng của Sơn Lam ở phía bên dưới đây rồi. Nhưng có vẻ như họ vẫn đang cố gắng bám trụ lại tới cùng anh em ơi. Chúng ta sẽ có thêm được những trận đấu ở level thấp được hay hơn để có thể phục vụ cho những em mới chơi nha. Chúng ta có thể tham khảo thêm cách triển khai, những chiến thuật hợp lý, cách lên nhà và cả những phương án tấn công phòng thủ của cả hai bên lực lượng của khai chiến và cả liên đoàn. Bạn nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Và hãy bật chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất ngay lúc này. Hãy kết bạn Zalo và Hiếu Nguyện theo số 092 476 2081 092 476 2081 nha.
Mình là Hiếu Nguyện và vẫn luôn phục vụ đây một cách nhiệt tình nhất nha. Thấy hay thì hãy nhớ bấm like đây ơi. Tình Lam đã phòng thủ căn cứ thành công và chúng ta đã đánh bật ra phía bên ngoài. Và ở phía trên này thì họ vẫn cứ cố gắng chiến đấu tới cùng để có thể đánh chặn được các đội vệ tăng gia ngũ từ phía đông bên của chúng ta đây ơi. Đúng là những đối thủ thật sự là quá đáng Brovic rồi. Rất hay. Nó sẽ tạo cho chúng ta những trận đấu hay hơn, kịch tính hơn và rất mạnh mẽ đây ơi. Anh em hãy nhớ chú ý là chúng ta vẫn cần phải cài cắm các đơn vị xe cơ giới ở vị trí căn cứ lực lượng quân thần đất biển ngay lúc này nha. Không nên chủ quan vì họ vẫn có thể sử dụng những item. Và quay trở lại những lúc như thế này chúng ta sẽ rất bất ngờ anh em ơi. Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị trước nha. Tiếp tục là đụng độ lực lượng quân thần làm ngay lúc này khi họ đang cố gắng tranh giành lấy một thông tài nguyên với Y Nguyên ở phía trên đây. Bắt đầu đụng độ rồi. Lần 2 và tăng Hammer. Có vẻ như họ cũng đã không dám mạo hiểm rồi anh em ơi. Lực lượng đồng minh bắt đầu tấn công ở vị trí phía trên đây. Góc 12 giờ tính từ ở các cơ lực lượng Wusalam. Cố gắng chiếm lấy tài nguyên. Và chúng ta sẽ tổng tiến công vào các cơ lực lượng Wusalam ngay lập tức thôi. Đến rồi. Chúng ta sẽ chia làm hai hướng tấn công ở cả hai cánh quân. Một là góc 3 giờ ở các cửa lực lượng của Sunlam và đồng thời là góc 12 giờ ở các cửa lực lượng của Sunlam anh em ơi. Đúng đó rồi. Họ vẫn còn có lính 2 và các đơn vị tăng Hammer và chúng ta đã có Dragon Fly và đồng thời các đơn vị sẽ nhiễm các độc vô lính bộ bên này. Amarillo cũng đã đến rồi, di chuyển vào phía bên trong. Quân đỏ cũng đây rồi anh em ơi. Đang có giao đấu tổng lực ở gần một cánh rừng ở phía trên góc 12 giờ ở các cửa lực lượng của Sunlam. Và lực lượng bộ bên này, tập lực lượng của Liên Đoàn cũng đang quan bán trụ tới cùng ở vị trí này. Quá khốc liệt anh em ơi. Với sự xuất hiện của các đơn vị Dragon Flag, chúng ta đã phá hủy được rất nhiều các tòa nhà công sự rồi. Sunlam đang cố gắng phòng thủ ở căn cứ ở cả hai hướng như thế này thì bạn ấy đã rất đuối rồi anh em ơi. Phút thứ 18 và chúng ta đã có cửa thắng đến nơi rồi. Sunlam vẫn còn có các đơn vị lính bộ bên hai và đang cố gắng tấn công vào căn cứ của Hiếu Nguyện anh em ơi, nhưng khó quá ít và quá khó với họ rồi. Giao đấu tổng lực ở khắp quả đời của Sunlam đã chơi rất hay và rất hay rồi. Rất tuyệt vời. Chúng ta đã có những thứ tổn thất ở căn cứ của Hỷ Nguyện ở đây bởi nhưng không có sao cả đâu. Tiếp tục là giao đấu ở căn cứ lực lượng của Sunlam. Có vẻ như bạn ấy đã rất đuối rồi. Và chiến thắng chắc chắn thuộc vào phía lực lượng của chúng ta, lực lượng của kháng chiến rồi đây bởi. Anh em thấy trận đấu đang như thế nào, đánh ra làm sao thì hãy cứ bình luận xuống bên dưới nha. Thấy vậy thì hãy cho Hiếu Nguyện thật những lượt like. Bật chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất anh em ơi. Xin cảm ơn 4 người chơi và cảm ơn tất cả mọi người chiến thắng đặc thủ của chúng ta. Win rồi, quá tuyệt vời. Xin cảm ơn người em trai và tất cả mọi người. Một trận đấu rất hay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo. Victory.